Thực hiện thử thách sinh tồn trên một hoang đảo là một trải nghiệm như thế nào? Rose và Matt nói rằng chuyện này không hề phấn khích như khi các bạn xem video đâu. Hãy nhìn con tôm, con cá mú này đi. Thế nào hả các bạn trẻ, trông có hấp dẫn không? Các bạn có muốn biết Rose và Matt làm cách nào để sinh tồn trên hoang đảo này không? Ngay sau đây, tôi sẽ cùng với các bạn tìm hiểu nhé. Trong số lần trước, hai người này đã thực hiện thử thách ở Bắc Cực, lần đó quả thật rất khó khăn. Do đó lần này bọn họ lựa chọn đảo Tiga ở Malaysia là điểm đến. Hòn đảo này không hề có những con vật hung dữ, nó thuộc Malaysia. Nó là một hòn đảo xa xôi, những khu rừng ở đây có rất nhiều cây cối thực vật. Tính phong phú của nó phải gấp mấy lần Bắc Cực lạnh giá. Rose và Matt đang rất phấn khích với thử thách lần này. Matt cho rằng tại hòn đảo này sẽ có rất nhiều nguyên liệu ẩm thực của Đông Nam Á. Rose nói rằng chắc chắn có thể sẽ đánh bắt được những loại hải sản tươi ngon ở đây. Cuối cùng hai người đã lên bờ. Bầu trời ở đây rất trong xanh, mặt cát mịn màng và những đợt sóng biển nhấp nhô. Một nơi lãng mạn như vậy mà chẳng thấy có cặp đôi nào tới đây, quả thật đáng tiếc mà. Nhiệm vụ đầu tiên hai người cần làm đó là tìm kiếm nguồn nước uống. Vì không có la bàn cho nên chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm của Rose. Những loài cây có gai trong này rất nhiều khiến cho hai người này cảm thấy rất khó khăn trong việc tìm đường. Đi được một đoạn thì bọn họ thấy một cái hồ nhỏ, chỉ tiếc là nước ở đây không được sạch lắm. Nước ở đây rất mặn, có lẽ do đã bị nhiễm thêm nước biển. Rose hiểu rằng cứ đi thêm một đoạn nữa thì có thể sẽ tìm thêm được nguồn nước khác. Chỉ có điều là không biết cần đi thêm bao lâu nữa mà thôi. Cả hai đã đi được một đoạn xa, Matt đã cảm thấy khá mệt mỏi. Rõ ràng là Matt đã bị say nắng. Nếu như vẫn chưa tìm được nguồn nước thì có lẽ tình hình sẽ trở nên tồi tệ. Cũng may là Rose có kinh nghiệm phong phú, anh ta đã phát hiện ra một loại cây. Anh ta dùng dao chặt một cành cây ra, quả nhiên bên trong có nước. Rose lập tức cho Matt bổ sung nước vào cơ thể. Mặc dù không nhiều nhưng cũng đủ để giúp Matt tỉnh táo trở lại. Đi được thêm một đoạn nữa thì hai người đã phát hiện ra một nguồn nước sạch. May mà nước ở chỗ này không bị mặn. Có lẽ chỉ cần đun sôi lên là có thể uống được. Bọn họ bắt đầu nhóm lửa để đun nước. Rất nhanh thì mặt trời đã bắt đầu lặn xuống núi. Cả hai lúc này đi dọc bờ biển để kiếm thức ăn. Bọn họ quyết định câu cá. Bởi vì lúc này trời đã khá tối cho nên bọn họ cần phải nhanh chóng câu được cá. Thế nhưng đen đủi thay, Rose không những chẳng câu được con cá nào mà còn bị vài con sứa cắn vào chân. Có vẻ như ngày hôm nay bọn họ sẽ phải nhịn đói rồi. Sáng sớm ngày hôm sau, cả hai bắt đầu đi tìm kiếm thức ăn. Rose dự định xuống biển để đánh bắt. Trong khi đó thì Matt sẽ vào rừng để tìm kiếm lương thực. Rose còn nói với Matt rằng anh ta nhất định sẽ bắt được cá. Tuy nhiên thực tế thì không dễ dàng như vậy. Bởi vì nước ở phía dưới khá là đục cho nên tầm nhìn của Rose rất hạn chế. Bên dưới mờ tới nỗi chẳng nhìn thấy bóng dáng của con cá nào. Khi Rose chưa có thu hoạch thì Matt đã có một vài phát hiện. Anh ta thấy trên bờ biển có vỏ dừa. Anh ta nhận ra xung quanh chắc chắn có cây dừa. Anh ta tìm được và mang về một quả dừa nhưng như thế là chưa đủ. Đột nhiên bọn họ phát hiện ra một con ốc mượn hồn bò trên mặt cát. Loài ốc mượn hồn này có thể ăn được. Bất kể là mùi vị có như thế nào thì trước hết cứ phải làm no cái bụng đã. Rất nhanh thì bọn họ đã bắt về được một rổ. Matt có kế hoạch làm món ốc luộc nước dừa. Đầu tiên là bọn họ lấy nước cốt dừa ra trước, sau đó là luộc chín những con ốc lên. Đây cũng là lần đầu tiên mà Matt làm món ốc luộc nước dừa này. Anh ta là một đầu bếp ở London nên anh ta vô cùng tự tin về khả năng nấu nướng của mình. Sau khi làm xong, Rose thử một miếng xem như thế nào. Này chú em, món này của chú ăn như cứt vậy, anh mày nói thật đấy. Matt không tin lời Rose, tự mình ăn một miếng. Quả nhiên, nó khó ăn thật. Matt có chút thất vọng, nếu cứ như này thì sẽ bị đói bụng mất. Rose liền có suy nghĩ muốn di chuyển sang hòn đảo ở phía bên kia. Có lẽ ở bên đó sẽ có nhiều nguồn thức ăn hơn. Matt đồng ý với ý kiến của Rose. Cả hai bắt đầu đi thu thập vật dụng để làm một chiếc bè. Bọn họ tìm thấy rất nhiều những thân cây trúc bị gãy. Ngoài ra còn có những vỏ chai nước do du khách thải ra và những chiếc túi nhựa. Rất nhanh thì cả hai đã hoàn thành xong việc làm chiếc bè. Cả hai đem chiếc bè xuống biển và bắt đầu xuất phát. Từ phía trên nhìn xuống, có lẽ cả hai người sẽ rất tốn công để trèo tới bờ bên kia đây. Cuối cùng thì bọn họ đã tới được bờ. Đen đủi thay, hai người lên bờ thì phát hiện trên này không có nguồn nước. Do đó bọn họ chỉ có thể ở lại đây một đêm. Rose chủ động làm một cái giáo bằng gỗ để săn bắt cá. Nước ở đây rõ ràng sạch hơn ở hòn đảo bên kia rất nhiều. Mục tiêu của Rose là săn một con cá mú để làm no cái bụng. Anh ta đã phát hiện ra mục tiêu và thành công bắt được một con. Tuy nhiên như thế là chưa đủ bởi vì Matt cũng đang rất đói bụng. Anh ta ngoi lên bờ và lấy hơi rồi tiếp tục lặn xuống. Mỗi lần lấy hơi thì anh ta có thể lặn xuống dưới 3 phút. Chỉ có điều chăn gì nên thể lực của anh khá yếu và gây cản trở trong việc đánh bắt hải sản. Mặc kệ những điều đó, Rose vẫn thành công bắt được một con tôm hùm. Phải công nhận rằng khả năng và kinh nghiệm của Rose thật sự đáng nể. Trong khi đó thì Matt cũng tìm kiếm được một số thứ hay ho. Ví dụ như loài nho biển này. Loài nho biển này chứa rất nhiều dinh dưỡng. Thấy Rose mang đồ ăn về, Matt vô cùng phấn khích. Quả nhiên vẫn là Rose lợi hại hơn. Bọn họ bắt đầu làm sạch những con cá vừa bắt được. Ngoài ra con tôm mà Rose bắt được có rất nhiều trứng. Loài tôm này có giá rất đắt khi được bán ở London. Bọn họ tạo lửa rồi đặt nồi lên. Sau đó Matt bỏ tôm và cá vào trong nồi. Bởi vì thời gian có hạn nên bọn họ chỉ đành nấu nướng một cách đơn giản. Mặc dù nói là đơn giản thôi nhưng hình thức của nó vẫn rất hấp dẫn. Chắc chắn bữa ăn này có thể khiến cho bọn họ lấp đầy cái bụng.
Thịt cá mú vô cùng tươi và mềm. Thịt của con tôm hùm này thì không thể chê vào đâu được. Hai người ăn một cách vô cùng ngon miệng. Bình thường thì Matt chẳng bao giờ thèm ăn tôm. Thế nhưng trong tình trạng đói bụng, anh ta đang cảm thấy con tôm anh ta đang ăn là ngon nhất trên đời. Hai người vừa ăn và vừa chém gió, bọn họ vui vẻ tới nỗi cười khúc khích. Sau khi ăn xong, bọn họ nghỉ ngơi bên bờ biển. Sáng sớm hôm sau, hai người chuẩn bị quay lại hòn đảo Tiga. Vì để tốc độ chiếc bè trôi nhanh hơn, bọn họ đã chế tạo ra một cái buồm đơn giản. Giữa đường thì bọn họ tạm thời dừng lại để đánh bắt cá. Họ buộc dây vào một tảng đá ngầm để bè không trôi. Trong khi Jose lặn xuống biển thì Matt ngồi trên bè để câu cá. Anh ta chỉ muốn dùng cách thức đơn giản để làm điều này. Đột nhiên, Matt nhận ra không biết mình đang ở nơi nào. Thì ra sợi dây bọn họ buộc vào đá đã bị tuột ra. Kết quả là chiếc bè của họ đã trôi giạt đi được một đoạn. Matt vô cùng lo lắng và hét lên gọi Jose. Đột nhiên Jose ngoi lên từ dưới nước. Thì ra là Jose đang cố tình trêu Matt một trận. Khi quay về hòn đảo Tiga, hai người nhanh tay vào việc tìm kiếm lương thực cho buổi tối ngày hôm nay. Matt thì vào rừng tìm kiếm, trong khi Jose sẽ tìm kiếm bên bờ biển. Lúc này trời đã tối, đây cũng là lúc thích hợp để đánh bắt cá bên bờ biển. Jose thành công bắt được một con cá lớn nặng gần 2 kg. Đây là bữa ăn cuối cùng trên hòn đảo của hai người. Matt vô cùng trân trọng và chuẩn bị bữa ăn này. Anh ta muốn làm món cá hấp nước dừa. Nếu như lần này vẫn thất bại thì anh ta hứa sẽ bỏ nghề đầu bếp luôn. Quả nhiên, món ăn lần này của anh ta vô cùng ngon chứ không tệ như lần trước. Hai người thưởng thức món ăn và vô cùng hài lòng. Được rồi, video tới đây là hết. Cảm ơn mọi người đã chú ý theo dõi. Nếu mọi người thích video này thì nhớ bình luận và đăng ký kênh để ủng hộ Vua Phim Review nha.